Còn các bạn ở trên của các lớp nhá, các bạn có xuống hướng xuống dưới này không? Không à? Rồi, bây giờ thì các bạn ở đây xong thì ở đây tí nữa mấy bạn chúng ta có thể cầm ghế xuống nhá. Chúng ta đi thôi, từ từ, chưa xuống. Cô bảo chưa xuống. Bây giờ cô bảo xuống là xuống. Đứng lên cầm ghế ở tay, quay mặt vào cô, quay mặt vào cô, xếp theo hàng. Nào, 535 đâu? 535 đâu? Được rồi, 536 đâu? 536 đâu? Nào, 536 đứng vậy, 535 đứng kia. B, it's raining. C, it's windy. D, it's snowy. I want you to look at that picture. Có thể nhìn vào bức tranh ở trên màn hình và kết hợp với lắng nghe kỹ câu hỏi của cô giáo nhé. Khi nào mà ban tổ chức nói dơ bảng thì các bạn mới dơ bảng. Còn nếu các bạn viết xong đáp án thì các bạn sẽ nhanh chóng úp bảng của mình xuống ạ. Ngồi ngay tại chỗ ạ, không cần phải đứng ạ.
phần trận thi đấu thôi ạ. Từ câu số 4 thì các bạn lưu ý là viết đáp án của mình to lên nhá, để ở trên này ban tổ chức có thể nhìn rõ đáp án của các bạn. Ok, các bạn hạ bản xuống và xóa bản. Ok, let's have the next question, number 4. Còn mấy câu hỏi đã lỡ đây, mấy vòng bắn loay gần một lửa. Rồi, xin mời các bạn gọi nói án B là đáp án chính xác. Chúng ta sẽ tiếp tục chi tiết bạn và chúng ta sẽ hạ bản xuống, xóa bản nhanh cho cô ạ. Okay, let's have the next question. Trường bên mình vẫn nghiêm kìa. Thấy chưa? Đấy, con trai. Đấy, đỉnh đó. Ngồi cạnh Minh Anh, con nhà cô Giang. Hôm trước TV ấy mà cảm động với các cô ấy. Dạ vâng. Học sinh của mình tuyệt đỉnh luôn. Vâng. Thi toàn tỉnh. Dạ vâng. Và trong đó trường mình ấy dự cuối năm nhá. Là có khoảng 7 em là đứng xếp số thứ 11, 12 của tỉnh toàn tỉnh. Thế hả nha? Cầu đỉnh lắm ấy rồi, nó nào có học sinh đỉnh. Mình chị xem sao kết quả mà chị cũng cảm động luôn. Dạ. Không phải đơn giản thế đâu. Vâng. Em khủng khiếp lắm đấy. Toàn tỉnh nó bao nhiêu học sinh, vâng, bao nhiêu lúc thi như thế. Các bạn thí sinh của chúng ta đã... What are you wearing? Ready? 1, 2, 3, go! Rồi, được.
Putting it here. Raise your headboard. Xin mời ban giám sát của chương trình sẽ bắt đầu đi quan sát đáp án của các bạn ạ. Và các bạn phải giữ nguyên bảng của mình ở trên tay bằng hai tay ạ, giơ cao bảng ạ. Và ban tổ chức sẽ không nhắc lại việc các bạn ốp bảng hoặc bỏ bảng xuống để chúng ta sửa đáp án nữa đâu ạ. Các ban tổ chức sẽ thẳng tay loại luôn ạ. Ok, the answer is letter C. It's a track. Raise your headboard. Sorry. Các bạn ơi, giữ nguyên bảng ở trên tay giúp cô nào. Để nguyên bảng như thế này. Không được hạ bảng xuống. Các bạn thì khi mà bị loại thì chúng ta sẽ vui lòng di chuyển ra phía hai bên của lớp của mình. Chúng ta sẽ ngồi ở phía học. Các bạn ơi, giữ nguyên bảng cho cô ạ. Tôi yêu cầu các em ở đây cho Trần Quyên là các em không được cởi áo nhé. Các em không cởi áo, các em có phải ngồi dìa hai bên hoặc ngồi ở dưới các em cổ vũ. Để tí nữa chúng ta còn chụp ảnh, tuyệt đối không cởi áo nhé. Các bạn có thể ngồi luôn. Xin mời các bạn có đáp án C là đáp án chính xác. Chúng ta hoặc sẽ các bạn nâng ghế ra đây, chúng ta ngồi tiếp cùng các bạn. Các bạn hạ bảng xuống. Các bạn nè. Ok, time's up. Raise your headboard. Giữ nguyên bảng giúp cô nhá. Bạn nào hạ bảng xuống thì ban tổ chức sẽ loại luôn nhá. Ok, the answer is letter. Bạn này sửa đáp án, xin mời con ra khỏi tờ thi đấu. Letter A. Đáp án A. Các bạn ơi, để nguyên bảng cho cô. A. Xin mời những bạn không có đáp án A, chúng ta sẽ di chuyển ra khỏi tờ thi đấu. Chúng ta sẽ bị loại. Đáp án A là đáp án chính xác ạ. Xin mời các bạn không có đáp án A, chúng ta vui lòng di chuyển ra khỏi tháng thi đấu, ngồi ở phía lớp học của mình. Và chúng ta không cởi áo cử nhân. Các bạn vẫn mặc nguyên áo cử nhân giúp cô đến cuối chương trình ạ. Các bạn có thể ngồi dồn lên trên phía trên này nhá, để chúng ta sẽ nhìn rõ hơn câu hỏi. Xin mời các bạn hạ bảng và lau bảng. Ok, let's have question number 8. Please raise your answers. C, classroom. D, kitchen. Which one is different? Different. Các bạn cổ đầu tiên ở ngoài, chúng ta giữ trật tự nhá. Không nhắc các bạn. Và các bạn thí sinh thì viết nhanh các bạn, có một bảng xuống cho cô. Con cũng loại đấy nhá. Ok, the answer is hai tay. Letter C. Giữ nguyên bảng cho cô để ban tổ chức sẽ đi quan sát đáp án của các bạn. Giữ nguyên bảng cho cô. Và xin mời các bạn giơ cao bảng bằng hai tay ạ. Giơ cao lên ạ. Xin mời các bạn giơ cao bảng bằng hai tay ạ. Ok, the answer is letter B. It's a crocodile. B. Đáp án B là đáp án chính xác ạ. Xin mời những bạn không có đáp án B, xin mời các bạn di chuyển ra khỏi tờ thi đấu ạ. Chúc mừng các bạn có đáp án B là đáp án chính xác.
Xin mời các bạn hạ bảng xuống ạ. Chúng ta nhanh chóng xóa bảng và đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Ok, qua đến câu xóa bảng đi ạ. Next question number 2. People often cook meal in blank. A. Living room. B. Bedroom. C. Kitchen. D. Bathroom. People often cook meal in blank. Các bạn biết sao kéo các bạn xuống luôn nhá. Chúng ta chưa thấy cái dấu còn rất là ít thí sinh. Chúng ta đang đi dần đến các giải cao nhất. Ngồi mà bất cứ lên đấy là đồng nghiệp đang tìm nhau của đội mình cũng còn tìm nhau. Con đang quyền về đi ra ngoài kia. Chúng ta cao bảng lên ạ. Ok, raise your hat board. Bố hết đồ án đúng hết rồi. Ok, the answer is letter C. Everyone mời các bạn. Xin mời các bạn úp bảng xuống, chúng ta sẽ xóa bảng ạ. Các bạn chúc mừng con trai. Còn một bạn ạ. Lớp nam còn hai rồi. Let's have question number 3. Okay, your house. Is there a bookstore in front of your house? A. No, there are. B. Yes, there isn't. C. No, there is. Để cho các bạn thí sinh tập trung đi. No, there isn't. Đề nghị các thầy cô giáo và các bạn học sinh ở bên phía ngoài để cho các bạn tự mình viết ra đáp án và chúng ta sẽ không nhắc bài. Okay, time's up. Raise your tag board. Vẫn được ngồi vị trí. Okay, what subject is this? Look at the picture. A. Math. B. Geography. C. Literature. D. Chemistry. What subject is this? Đây. Raise your hand up bằng hai tay ạ. Đây là đúng hả chú? Okay. Minh Anh sai rồi. Học phải đúng rồi. B. Geography. Chúc mừng các bạn có đáp án B là đáp án chính xác ạ. Chúc mừng con trai. Ngồi đây. Đúng rồi gì nữa? Quyền đúng rồi gì? Ngồi xa ra rồi. Okay, next. Let's have the next question. Cố lên nhé. Cố lên, cố lên. Okay, number 5. What are theo để tìm ra giải quán quân, giải nhì và giải ba ngày hôm nay ạ. Các bạn hãy cố gắng giữ bình tĩnh, chúng ta hãy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra đáp án của mình, được chưa nhỉ? Okay, let's have the next question. Các bạn thí sinh chúng ta sẽ di chuyển ra bên phía ngoài đi ạ. Các bạn ơi, di chuyển bên phía ngoài giúp con. Mời các bạn thí sinh chúng ta sẽ di chuyển lùi về phía sau ạ. Chúng ta giữ trật tự ạ. Okay, lesson number 6. Choose the correct answer. The oranges are in a box. B. The oranges are among the box. C. The oranges are between the box. 6, 7, 8, 9, 10. Please raise your chalkboards. Okay, good job. Good job. Okay, the three of them got it right. Okay, next. Ngày này chúng ta đã tìm ra giải ba. Xin chúc mừng bạn Phạm Đức Tùng ạ. Chúng ta đã tìm được giải ba của chúng ta là Phạm Đức Tùng ạ. À, chúng ta chỉ còn hai bạn.